gian quý báu của mình để đến với tham gia với chương trình tọa đàm cựu sinh viên với các sinh viên K31. Vừa rồi thì Hiếu đã nhìn những hình ảnh xây dựng của trường. Đấy là trường mới bây giờ, đúng không ạ? Và Hiếu thì học K19 thì là, theo mình biết là học ở Khương Trung và cũng được học một chút xíu ở Thăng Long. Các bạn, nếu mà các bạn thấy thì các bạn là khi các bạn đăng ký nhập học thì cái tòa nhà thư viện đấy đầu tiên là được xây đầu tiên. Và cái lúc mà Hiếu học thì có lẽ cũng có tòa nhà đấy thôi, là tòa nhà mới và học ở hai nơi. Và ngày hôm nay thì đến thấy là trường rất là hiện đại và rất là đẹp. Thì có lẽ là Hiếu sẽ có đôi lời cảm tưởng, đúng không? Lời đầu tiên cho chị gửi lời chào tới tất cả các em sinh viên K31. Có thể nói rằng là hôm nay là một ngày hết sức may mắn với chị. Cách đây tầm khoảng 7 năm. 7 năm trước thì khi mà chị đang ngồi học ở tại chỗ khu nhà A bên kia, chắc sắp tới các em sẽ được học, thì lúc đấy có một anh cựu sinh viên K16 thì phải, K15 hay K16 gì đó, thì anh đấy cũng có chia sẻ nhân một cái tiết mục, một cái chương trình cho dành cho bộ môn kế toán. Và chị cũng chia sẻ với các em, chị là chuyên ngành kế toán, cũng là khoa kinh tế, hình như là cũng giống chúng ta ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Toán tin và kế toán. Thì chị đã từng nghĩ rằng, ồ, sao anh ấy giỏi thế? Liệu đến biết bao giờ mình mới có thể được như anh ấy, mình đứng ở tại vị trí đó để mình chia sẻ. Và tại ngày hôm nay, có lẽ giấc mơ đã trở thành sự thật. Thì ngày hôm nay khi mà nhận được lời mời từ thầy Tiến và ban giám hiệu nhà trường, thì phải nói là chị cũng rất là xúc động. Tại vì là trong số vô vàn rất nhiều các cựu sinh viên, mình lại có niềm vinh dự được lựa chọn đến đây để chia sẻ những cái cảm xúc cũng như là tất cả những cái kỷ niệm mà mình đã từng trải qua khi mà đã giống như các em. Cho đến tại thời điểm hôm nay thì trong chị cũng dâng lên một cái niềm xúc rất là khó tả. Vào từ lúc bắt đầu bước vào trường cho đến tại khi mà ngồi ở tại cái khán phòng này, chị cũng vừa chia sẻ với thầy Tiến rằng là thầy ơi, trước đây ấy, khi mà em ra trường em cũng chưa được ngồi vào căn phòng này đâu thầy ạ. Tại vì tại thời điểm đó là cái phòng này chưa xây xong, làm gì có màn hình LED đẹp như thế này. Phải có thể nói là chúng ta rất là may mắn và chị cảm thấy rất là vinh dự thì ngày hôm nay được có mặt tại đây. Chúng ta cùng chia sẻ với cô đi và với chị Hiếu. Hiếu thì học ở bên trường Khương Trung. Thì thực ra thì cũng biết rằng là trường của mình thì là trường đầu tiên học theo hình thức tín chỉ. Và cái mô hình học tín chỉ thì nó có cái sự khác biệt so với các cái lớp truyền thống. Chính vì thế mà để cho sinh viên trong trường có nhiều cơ hội để các bạn hòa đồng, các bạn tham gia các cái chương trình của nhà trường, tham gia các khóa, tham gia các chương trình câu lạc bộ, thì cái sự phát triển của các câu lạc bộ của nhà trường, sự phát triển của các cái chương trình của nhà trường ấy thì nó cũng rất là lớn mạnh. Và đến bây giờ thì nhà trường nó có 23 câu lạc bộ với rất là nhiều các cái sở thích khác nhau của bạn, dành cho các sở thích khác nhau của bạn. Thế thì hồi đó ở trường thì Hiếu có thể chia sẻ là cái hoạt động mà nó sẽ được tổ chức như thế nào, và ngày đấy thì mình đón nhận các cái chương trình đó như thế nào? Vâng, có lẽ là chúng ta ngồi tại đây thì cảm thấy rất là may mắn á, khi mà thầy vừa chia sẻ là hiện tại câu lạc bộ của trường đã lên tới 23 câu lạc bộ rồi. Vâng. Tại thời điểm đó thì Hiếu có được học ở hai nơi, đó là chỗ Khương Trung. Ngày xưa nếu như bạn nào được biết, đó là cái trường Lương Thế Vinh cũ, học cùng với lại cả các em học sinh. Nghĩa là buổi sáng mình đến thì buổi chiều các em đã chuẩn bị là anh chị ơi anh chị học nhanh nhanh ra để em còn vào chỗ. Thì tại thời điểm đấy thì tất cả những các câu lạc bộ thì nó cũng chỉ rất là đơn giản như câu lạc bộ guitar hay là câu lạc bộ về âm nhạc thôi. Còn tất cả những cái hoạt động mà các anh chị có truyền thông hay như thế nào đó thì chỉ có thông qua đến một cái hội trường, một cái giảng đường, nó gọi là giảng đường thôi, nhưng mà chắc là nó không được đẹp như thế này. Và các anh chị khóa trước thì chỉ có truyền thông thôi, và bằng những một số những cái tờ affix rồi dán lên tường, chứ nó không được có nhiều như ngày hôm nay. Có thể nói rằng là nếu như cho phép chị được lựa chọn, nếu cho chị một cái điều ước ngay tại thời điểm này, chị sẽ ước rằng mình có thể đăng ký tham gia rất nhiều câu lạc bộ tại thời điểm này. Tại vì cũng phải chia sẻ thật với thầy, với tất cả các bạn, tại thời điểm đó, một là cũng mình cũng biện minh về cái lý do là do trường cũng không có cơ sở vật chất, nên ra là cái thứ hai là nhà mình cũng bận, nên là mình không đăng ký tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào tại thời điểm đó. Nhưng đến tại thời điểm này, sau 8 năm ra trường,
thì mình bắt đầu đi tìm lại đam mê. Và phải nói với các bạn rằng là hiện tại chị đang theo đi học rất nhiều những cái câu lạc bộ bên ngoài. Từ ví dụ chị rất là đam mê piano, chị cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ yêu nhạc, rồi tất cả mọi thứ. Còn và ngày xưa sau đó thì khi mà chuẩn bị ra trường, chị có học ở bên ngoài, đó là cái thổi kèn harmonica. Chị đã từng trốn vào trong thư viện với bạn của chị để mà ôn suốt cả buổi trưa. Và nếu như cho phép mình được lựa chọn, chị nghĩ rằng mình sẽ không ngại ngần để đăng ký tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào. Vì ngay tại thời điểm bây giờ khi mà chị ở Misa, khi mà chị phỏng vấn các ứng viên, lúc nào chị cũng sẽ nhìn cái CV rằng trong trường các em có tham gia các câu lạc bộ nào không. Tại vì đó chính là một cái điểm rất sáng để các em ghi điểm đối với nhà tuyển dụng. Và chính thông qua các câu lạc bộ đó thì có thể giúp các em hình thành được tất cả các kỹ năng mà để các em có thể trang bị cái kiến thức cho mình. Và chị nói trước rằng là cái kiến thức nó chỉ chiếm 50% trong cái thành công mà sau này các em ra trường, các em làm việc thôi. Còn cái kỹ năng nó sẽ quyết định hầu hết tất cả những cái thành công của các em. Và ngay từ bây giờ, nếu mình chưa biết rằng mình định làm gì thì hãy cố gắng đăng ký tham gia những cái gì mà từ bé mình đã thích. Ví dụ, chị thấy câu lạc bộ guitar ở trường Thăng Long là một bộ câu lạc bộ mà nó đã được nổi tiếng rất là lâu đời rồi. Từ thời điểm chị vào, đợt trước thì là hội trường tổ chức ở công viên nước Hồ Tây, và đêm nào cũng có câu lạc bộ về guitar hát thâu đêm. Chị rất mê những anh chàng đẹp trai, vừa thư sinh lại còn đánh guitar giỏi nữa. Cái đó rất là hay, các em có thể đăng ký tham gia. Và nhân tiện là đăng ký tham gia thì xin giới thiệu các bạn là bây giờ khi mà các bạn giải lao thì các bạn có thể ra phía ngoài trước cổng văn cửa văn phòng đoàn, thì ở đấy có một dãy các cái câu lạc bộ các bạn các anh chị đang chưa sinh đấy, thì chúng ta có thể ra đăng ký ngay từ bây giờ. Một câu hỏi nữa muốn hỏi về Hiếu, thì khi mà Hiếu học ở trường và đến bây giờ mình ra trường, mình cũng sẽ thấy một cái điểm mà tạo lên cái thương hiệu Đại Thăng Long. Đó chính là học tập tinh thần. Và ngay ở thời điểm của Hiếu thì cái việc đó nó cũng được áp dụng rất là đều đặn, chứ nói đến bây giờ đương nhiên nó tạo ra thương hiệu mà 30 năm mới hình thành được cái thương hiệu như thế mà mọi người công nhận và mọi người đánh giá rất là cao. Thì Hiếu có thể chia sẻ về cái việc học tập tinh thần, cái quan điểm của tôi như vậy là trường, cái thời điểm Hiếu học. Câu hỏi này rất hay ạ. Đó là cái điểm mà chị nghĩ rằng chúng ta nên rất là tự hào tại trường Thăng Long. Đúng là có một cái gì đó rất là duyên, tại vì cách đây tầm 2 hôm chị có đọc và chị có theo dõi trên NEU Confession ấy. Không biết bạn nào ở đây có theo dõi cái đấy không? Thưa thầy, chị xem vậy. Đấy là một cái kênh của bên chỗ trường kinh tế quốc gia rất hay, thì chị rất là thích hay đọc thảm mạng. Thì bạn ấy cũng có chia sẻ là về cái công việc mà bạn ấy đi du học ở nước ngoài sau khi bạn ấy tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân. Bạn ấy nói rằng là cái việc học ở Việt Nam, cái việc đấy nó quá là nhàn so với thực tại của các bạn đang làm như thế. Tại vì khi sang đấy các bạn ấy vừa phải lo về ngôn ngữ, vừa lo về kiến thức. Cho nên là cái việc mà đánh giá cái việc học đấy nó phản ánh rất đúng cái thực lực mà chúng ta, khả năng của con người như thế nào. Chị còn nhớ cách đây tầm độ khoảng, chắc là đúng lứa tuổi của em rồi. Cách đây 2 tháng đúng không ạ? Khi mà cả nước chúng ta dấy lên cái việc mà tổ chức thi tốt nghiệp ở đâu ạ? Hà Giang chúng ta có bao nhiêu thí sinh mà chúng ta đánh giá sai điểm ạ? 114 thí sinh tốt nghiệp điểm bị lệch đúng không ạ? Đúng không các em? Lúc đấy phong trào cả nước chúng ta dậy lên một cái làn sóng rằng là em phải đến Hà Giang để thi tốt nghiệp đúng không? Đúng ạ? Thì lúc đấy thì chị thấy rằng là không biết là vậy thì cái vấn nạn, mình có thể dùng cái từ vấn nạn, hiện tại cái thực trạng giáo dục của Việt Nam như thế nào khi mà cái bằng cấp đã đang được đưa lên hàng đầu. Thì cũng chị cũng phải chia sẻ với các em, tại cái thời điểm mà khi mà chị cách đây hơn tạm cách đây là tầm khoảng hơn 12 năm về trước, khi mà chị vào trường Thăng Long thì lúc đấy thì chị cũng nghe các cái chị của chị, bạn chị, gái chị thôi đi trước nói rằng là vào trường Thăng Long điểm trang rất là thực tế, và bản dĩ chị là một con người rất thích sự công bằng và cũng phải nói là rất thích chơi nữa, nên là chị đã đăng ký ngay, không ngại gần. Và chị nói luôn là trong quá trình làm sinh viên, làm học sinh của chị rất trong sạch, tại vì chị rất hiếm khi chị quay bài. Nếu chị có quay bài, chị chỉ có hỏi thằng bên cạnh, chị không bao giờ quay bài thực tế. Chị phải nói là thế.
Nên là suốt từ cấp 2, cấp 3 chị không bao giờ chị quay bài. Nên là chị đã vào trường Thăng Long và chị có thể chia sẻ với các em. Chị cũng phải chia sẻ trước, nếu như những đồng chí nào ở đây sắp tới học môn toán cao cấp, đó là một cái bộ môn các em nên học cẩn thận. Tại vì có bạn của chị suốt trong vòng 6 năm không ra được trường chỉ vì thiếu 0,5 điểm của bộ môn toán cao cấp. Và rất là may mắn mình đã phát qua với một cái điểm gọi là có thể tạm chấp nhận được. Và các em hoàn toàn có thể là tự tin về trường Thăng Long, vì đối với cái điểm mà khi đi thi thật nó sẽ phản ánh thực tế thực lực các em đang học như thế nào. Nếu như chúng ta ra bằng ra trường với một cái tấm bằng loại giỏi loại ưu chẳng hạn, nhưng trong đầu chúng ta hoặc trong kiến thức của chúng ta không có bất cứ một cái kiến thức nào, thì đó các em không thể nào tồn tại ở bên ngoài xã hội được. Tại vì nhà tuyển dụng cũng như là những người doanh nghiệp ngoài kia kìa, người ta rất nhạy bén trong việc xem là cái khả năng nắm bắt tư duy vấn đề của các em đến đâu. Cho nên hãy tự tin với cái môi trường mình đã học ở đây. Và chị có thể chia sẻ nhá, mà để cho các bạn biết rằng khi mà các bạn kết thúc một cái kỳ đầu tiên để các bạn thi ở trường Thăng Long ấy, các bạn có thể là hai bạn có thể ngồi cạnh nhau, sát tay vào nhau. Ngày xưa chị cái cơ sở vật chất của chị nó không có, cho nên là bọn chị phải ngồi cạnh nhau là sát tay vào nhau rồi nha. Nhưng mà chị còn không được đánh mắt sang trái, mắt sang phải, cô đánh dấu bài luôn, giao thẳng. Nên là khi mà vào mình thi ấy, mình chỉ có bản thân mình với nhìn thấy cái tờ giấy trắng thôi, và mình viết. Và cái điểm đấy nó phản ánh đúng thực lực của mình. Và hãy tự hào rằng mình đã có đúng một cái bảng điểm rất thực tế, không phải chạy chọt bất cứ một cái gì cả. Và mình hãy tự hào rằng chính cái sự mà học thật thi thật đó, nó đã tu luyện cho mình được một cái kỹ năng. Mình phải tự thích ứng với cái thế giới bên ngoài, tự lập, bản thân mình độc lập. Và với tất cả những cái kiến thức mà thầy cô đã trang bị cho, thì chị tin chắc rằng các em sẽ làm được. Vâng, xin cảm ơn chị Hiếu. Một câu hỏi mà tôi có lẽ tôi sẽ thay mặt cho các bạn mà muốn hỏi chị. Trên tư cách là một người làm lãnh đạo và cũng là một người tuyển dụng nữa, một nhà tuyển dụng nữa, thì chị đánh giá như thế nào về cái bằng dân lập? Vâng, đây là câu hỏi này cũng rất là hay ạ. Có lẽ là nếu như mà nói về ở Việt Nam thì chúng ta vẫn còn rất là nặng nề về cái bằng cấp. Nhưng nếu như so với bên thế giới bên ngoài thì cái điều đấy không phải là quan trọng. Cái quan trọng này, cái suy nghĩ này nó áp đặt là do chính bản thân con người mình đặt ra thôi. Nếu như chúng ta nghĩ rằng cái việc thực lực của bản thân mới là điều quan trọng thì mọi thứ nó trở nên vô nghĩa. Trước đây thì cũng như tâm lý của các bạn ở đây, chắc chắn các bạn sẽ nói rằng là khi mình chọn trường ấy, tôi sẵn sàng có thể nguyện vọng 2, hoặc là tôi thi không thi vào trường dân lập, tôi có thể thi vào những cái trường công lập với cái điểm rất thấp cũng được, còn hơn là tôi mang tiếng tôi học trường dân lập. Nếu như mà các bạn không vượt qua được cái suy nghĩ đấy thì có lẽ các bạn đã đánh mất đi một cái cơ hội rất lớn. Và xin chúc mừng tất cả gần 500 bạn ở đây hôm nay đã lựa chọn rất là chính xác cho sự lựa chọn của mình. Chị cũng để chia sẻ với các bạn rằng là chị có ba em của chị đang học tại đây, trong đó có một bạn, hai bạn đã ra trường rồi, còn một bạn thì đang là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Hàn. Chắc là bạn ấy cũng không có cơ hội tại đây, nhưng mà khi mà đã ra trường thì chị khi mà chọn vào đây thì chị đã rất là tự hào, để mà chị mong muốn bạn vào đây để bạn có thể phát huy tất cả cái năng lực của bạn đấy. Còn nếu còn chưa kể xung quanh bạn bè em của chị nữa, thì khi ra đứng trên cương vị là một nhà tuyển dụng và cũng đã trải qua là 8 năm ra trường rồi, thì khi mà chị tuyển dụng, chị phải nói rằng là bằng của Thăng Long luôn là một trong những bằng mà được ưu ái khi mà được đi đánh giá tuyển dụng. Chị có hôm trước đây gần đây nhất thì cũng khoảng gần một tháng chị có ngồi chia sẻ với sếp của chị, thì sếp chị cũng có nói rằng là chị cực kỳ thích bằng Thăng Long, tại vì chị thích cái tinh thần học tập của các bạn đấy và cái sự máu lửa cũng như nhiệt huyết của các bạn đấy. Và các em, điều đó để khẳng định rằng là thế giới bên ngoài kia, những nhà tuyển dụng người ta không coi trọng quá bằng cấp. Cái quan trọng các bạn thể hiện được gì ở năng lực của các bạn sẽ đóng góp gì cho doanh nghiệp người ta. Còn bằng cấp nó chỉ là một vấn đề thôi. Sẽ có những bạn học rất giỏi nhưng chưa chắc đã là phù hợp với doanh nghiệp đó. Nên là hãy tự tin chính vào cái thứ mà mình sẽ học và tu luyện trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn chị Hiếu. Như chị Hiếu giới thiệu với các bạn thì chị Hiếu đã ra trường 8 năm. Và không phải là ra trường thì mình đã làm lãnh đạo. Đó là những cái bước đi của là nhân viên, rồi dần dần và tích lũy, và chúng ta mới lên được cái vị trí lãnh đạo như bây giờ.
Và với một con đường như thế thì có lẽ chị Hiếu ngày hôm nay với tâm thế là một cựu sinh viên và quay trở lại sinh trường thì muốn truyền tải với các bạn tình yêu trường, thì muốn chứng minh các bạn rằng là chúng tôi có mặt ở đây là chúng tôi yêu trường và mấy các bạn, và sẽ không ngần ngại thì chia sẻ những cái kinh nghiệm sâu sắc nhất, những cái điều ấn tượng sâu sắc nhất và những cái điều muốn nói nhất dành riêng cho các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ nhường lại sân khấu để cho chị Hiếu, và có lẽ là chị Hiếu sẽ có những chia sẻ gần gũi hơn với các bạn. Xin mời chị Hiếu ạ.